Ui nó ngoài đi. Đá bàn luôn. Ui to gì nhìn chưa. Ui nó ngóc đầu lên kìa, nó ngủ ở đâu giờ. Ui giời mấy con đấy. Ra vào đây, ra vào đây. Ui xổ ôi. Ui nó đứng ở đây này. Ui ui. Ui giảm. Ý ôi. Nhìn nó nằm bên trong này. Ê này gì cuộn tròn bên trong đây này. Đây gói hàng này. Kìa, nhìn rồi đây. Ui, thấy chưa, nhìn cái đầu kìa, đầu kìa. Ui, cái đầu kìa. Ui, trời ơi, đập mạnh, đập mạnh. Ui, trời ơi. Ui, nó bắt đầu kìa. Ui, nó ngoài đi. Đá bàn luôn. Nhanh, nhanh, nhanh. Ui, to gì, nhìn kìa. Ui, nó đang ngóc đầu đấy, kìa, nó ngủ ở đâu giờ. Ui, trời ơi, mấy con đây. Mấy con cơ. Ui, mấy con. Mấy con cơ? Từ từ kéo đây ra, kéo đây ra. Ui nó bên trong này rồi, nó bên trong rồi. Khó lắm. Ui nó vàng lắm mà nó to lắm kìa. Đấy ra. Bẻ không? Ui. Ui đây 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 đây. Ui đây nó bỏ đi kìa, nó ngớp đâu rồi. Ui mẹ ơi. Ra vào đây, ra vào đây. Ui xổ ơi. Ui nó đứng ở đây này. Ui đây rồi giảm. Ý ôi. Nhìn nó nằm bên trong này. Ê này gì cuộn tròn bên trong đây này. Cái nằm cái hốc cây này sợ chưa. Ui đây này. Khiếp chưa. Nhìn cái hốc này. Ui, bên trong này. Ôi này có chân vàng. Ui, à. Ui ôi. Ui kìa kìa. Chân vàng anh em ơi. Ui ui nó bò, ui, nó bò kìa. Khiếp đi này. Ui nằm đây là mình ngồi một phát giật mình luôn. Kinh thật đấy. Mày cũng ngồi đầu nó cắn. Cái khỏi nhanh thế. Dã màn nó đi kìa. Con hai con đấy không? Ủa, có một con này sao ấy? Ui này. Ui. Ui nó dài. Còn nhanh. Ui giời. Mà nhìn cái ổ nó này. Cái ổ nó nằm này. Ui cả lại thôi. Ui kìa, nó lên ổ đấy. Lên lại lên ổ kìa. Nó lại lên ổ này. Nhớ ổ, nhớ ổ. Ra màn chưa? Con này dài mấy mét đấy nhở. Ôi nó bảo trong nó ăn mấy con này này. Ăn đúng rồi à. Ui nhé, nhiều đun dừa đấy. Đây đây đây. Còn ăn đun dừa à, nó ăn mấy con này. Cảm ơn chưa. Nhiều đun dừa nó bổ lúc trước này. Chiếp luôn, chiếp luôn. Con này vào đây ăn đun dừa. Con này bắt nó ra ngoài, bắt ra ngoài đi. Xem xem nó bên trong còn nữa. Lôi 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 ra đây này. Mình thật mình. Cứ để nguyên, bỏ nguyên để nó nằm đấy. Để làm luôn. Chả nốt chúng ta mày còn có gì đâu. Ăn đúng dừa, chúng ta ăn dừa luôn. Đi thủ luôn, tôi làm thủ luôn. Ăn một gốc cây dừa. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Chắc con này đi vào đây ăn bông dứa thôi đi. Cả bông quát rồi. Mà dã man luôn. Giờ
Ôi nó bò đi kìa. Úi giời ơi. Chứ mà cứ có cái túi đâu. Mang túi à? Không, không mang túi đâu. Chạy về lấy túi em. Chạy về lấy túi đi. Lấy túi nhá. Cảm ơn anh em ạ. Đây là con này rồi. Nó ra ngoài này, nó ở bên trong cái gốc dừa, cây dừa mục này. Nó ăn chuyên ăn cái loại này. Đây. Nó ăn cái loại này này. Dám ăn chưa? Đây đây. Này. Nó vào đấy nó ăn những cái loại này. Thảo nào nó cứ béo múp thôi, nhìn kìa. Nó ăn những con này đâu mà thảo nào cũng con nó béo múp dưới này cơ mà. Túi đây, túi đây, túi đây, túi đây. Hả? Ui con đẹp kìa. Màu vàng sáng đẹp. Quá dã man, nó ăn những con dừa nó béo. Cho nó bây giờ anh em ơi. Bây giờ là con này nó ở khu vực này mình sẽ bắt nó chuyển nó lên phía trên núi, mọi người nhìn núi trên kia. Giờ mình sẽ chuyển nó lên trên núi kia cho mọi người nhá. Mọi người xem video nhớ thấy hay nhớ đăng ký ủng hộ cho anh em mình nhé mọi người nhá. Giờ bắt chị à? Cho ta để bắt cho nó vào mang lên núi kia để. Bỏ nhanh thế. Nhưng mà nó núp đâu á. Chạy nó chạy vào đây. Okay. Đấy. Con này phải 20 cân nhỉ.